Những phát minh ngớ ngẩn nhất trên thế giới Những phát minh ngớ ngẩn nhất trên thế giới dưới đây sẽ khiến cho bạn không thể không tò mò. Nhiều phát minh khoa học có vẻ tiền dụng, nhưng khi đưa vào sử dụng lại rất ngớ ngẩn, lộn thộn khiến bạn phải phì cười. Một chiếc kính chống thờ săn ảnh này sẽ không ai có thể nhận ra bạn nữa. Tô Mantan, máy đúc cà chua cho vận động viên. Tomatan có hình dáng như là một chiếc ba lô và thường được đặt trên vai của các vận động viên. Chiếc máy này có thể chứa 6 quả cà chua cỡ vừa. Khi kéo chiếc cần nhỏ ở chân robot, cánh tay sẽ chuyển động và một quả cà chua được đẩy ra. Đưa tới trước miệng của người sử dụng. Ngoài ra thì Tomatan còn có hệ thống đếm thời gian để tránh việc vận động viên ăn hết cà chua quá sớm trước khi cuộc đua kết thúc lưng tiện lợi vừa đi bộ vừa uống bia thích hợp cho những sâu bia rượu nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện thoại mọi lúc mọi nơi của con người nhà thiết ký Dominic Will Scott đã phát minh ra một chiếc mũi cảm ứng giúp người sử dụng có thể thoải mái điều khiển chiếc điện thoại của mình mà không cần dùng đến tay chiếc bút gồm có phần thân được làm từ thạch cao đầu bút được lắp đặt một bộ phận cảm ứng giúp điều khiển điện thoại một cách dễ dàng ngoài ra thì chiếc bút còn có một sợi dây cao su được quàng qua đầu người sử dụng để cố định phụ kiện chiếc xe đẩy kim toilet này được thiết kế để bạn có thể vừa ngồi toilet vừa đi dạo được thiết kế với kiểu dáng độc đáo dụng cụ bọc ngón tay theo hình chiếc nĩa giúp người sử dụng có thể có cảm giác thoải mái khi ăn uống mà không sợ làm bẩn tay hay e ngại dùng đũa cồng kềnh chai bia được gắn đúng vú cho dễ uống Vừa nghe điện thoại, vừa tập tạ, phát minh hữu ích cho các chị em muốn giảm cân mọi lúc mọi nơi. Chiếc ghế thanh cuốn sẽ ngăn chặn nỗi lo về những hàng ghế đá ẩm ướt, những ngày mưa. Được thiết kế như là một chiếc thanh cuốn, mỗi khi ghế ướt thì bạn chỉ cần vặn chiếc tay cầm bên cạnh để có thể chuyển đổi chiếc ghế sang mặt bên kia, nơi không bị ảnh hưởng bởi nước mưa. Phát minh này giúp bạn khỏi lo tô son bị nhem ra ngoài. Phát minh thiết kế cho những người thích chơi trò vật tay. Dụng cụ xoay kem là một phát minh độc đáo dành riêng cho những người lười biến. Sản phẩm này cho phép người sử dụng có thể ăn hết cây kem mà không phải vận động đến tay, họ chỉ đơn giản là liếm kem theo từng vòng xoay của dụng cụ này và có thể ăn uống một cách thoải mái. Với dụng cụ này đảm bảo không một giọt thuốc nào sẽ tràn ra ngoài thiết kế một phỏng hình dáng của một nửa thân trên và một cánh tay mềm chiếc gối ôm này sẽ tạo cho bạn các bạn gái cảm giác ấm áp và dịu êm như đang được gối đầu trên cánh tay của một chàng trai đích thực chiếc mũ gắn tóc giả dành cho những người bị hói những đôi xăng đan dò kim loại cho phép người sử dụng dò tìm kho báu mọi lúc mọi nơi ngay cả khi họ đang thông thả dạo bộ trên bãi biển, được gắn lên phần bắp chân của người sử dụng cùng với bộ dụng cụ dò kim loại. Nếu có bất cứ dấu hiệu nào của đá quý hay vàng phía dưới lòng đất, chiếc scandal này sẽ tự động rung lên báo hiệu cho chủ nhân. Tấm lưới để hứng dừa, đảm bảo không có nào rơi xuống đất. Nếu bạn là người đảng trí, hãy sử dụng dụng cụ xăm lên tay tiện lợi này phát minh nhằm chăm sóc cho trẻ nhỏ vào những năm 30. Chiếc nôi di động này có thể có hai dây buộc vào hai người phụ huynh. Liệu đứa trẻ ngồi trong có an toàn hay không khi luôn phải trong tình trạng vắt vẻo thế này? Xe đạp dành cho người đi bộ. Người điều khiển phải chạy bộ để tạo ra vận tốc đủ lớn cho bánh xe từ quay tiếp. Sau đó có thể gác chân về phía bánh sau và tận hưởng cảm giác xe chạy bon bon trên đường. Khi xe giảm tốc độ, người lái lại tiếp tục đưa chân xuống đường để chạy bộ. Vòi sen cho người lười Nếu phòng tắm của nhà bạn có chiếc vòi sen như thế này, thì bạn chỉ việc nằm ngủ, phần còn lại sẽ do vòi sen giúp bạn làm sạch sẽ và thư thái nhất. Giá thành của thiết kế này lên đến 35.000 đô la Mỹ. Những năm 70 thì chiếc mũ này theo quảng cáo là để dành cho lúc tắm vòi hoa sen. Không biết nó là sẽ giúp giữ cho mái tóc của bạn khô đi lúc tắm hay là để gội đầu trong khi mặt vẫn khô ráo, nói chung là thật ngớ ngẩn. Đôi giày chỉ dùng để đá cho vui. Đôi giày này là phát minh của người Mỹ giúp người sử dụng tạo ra những cú đá chỉ để cho vui mà không có tác dụng gì hơn những đôi giày thông thường khác. Phát minh này mang tên là bàn là cà phê. Bạn vừa là quần áo vừa có thể thưởng thức tách cà phê thơm ngon. Tuy nhiên, lời khuyên dành cho bạn là đừng nên dùng bàn là này để là quần áo đắt tiền bởi có thể bạn sẽ phải khóc thét nếu chiếc áo đẹp nhất trong tủ của bạn bị rớt cà phê vào. Tai nghe giúp chó tránh mùi Chiếc tai nghe độc đáo dành cho loài chó này cũng được người Mỹ phát minh ra, với những vật nuôi có tai to và rất dài phù hợp để đeo loài tai nghe này. Bạn có thể mua tai nghe này cho chú chó của mình và đi dạo trên phố Phát minh này được xếp vào hàng những phát minh ngớ ngẩn nhất. Bạn có cảm thấy có điều gì đó không ổn khi lấy giấy từ hộp đựng trong hộp giấy này không? Kéo cắt tóc bằng tay Phát minh này được tuyên bố cắt tóc nhanh gấp 2 lần kéo bình thường, nhưng nó trông thật giống bàn tay của quỷ. Máy báo tay dầm trong tà lót trẻ bên trong tà lót có đặt một cảm biến giúp đo độ ẩm. Vì vậy, khi trẻ nhỏ tay dầm hay ra mồ hôi quá nhiều, cảm biến sẽ phát tín hiệu đặc biệt cho bố mẹ trẻ kịp thời nhận biết. Và đây được coi là một phát minh ngớ ngẩn thừa thải vì hầu như các ông bố bà mẹ đều biết cách chăm sóc con cái và chú ý hết sức cẩn thận đến tình trạng cũng như biểu hiện của trẻ. Những chiếc băng đô châm để massage da đầu thoải mái nhìn như là một cái rổ khổng lồ trên đầu vậy. Chiếc bồn cầu bảo vệ môi trường này nhìn có vẻ lồn thộm và hơi bẩn. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.